Vào thời Ngũ Hồ thập lục quốc, từng có một nhà sư khiến ba vị hoàng đế phải tìm cách có ông cho bằng được. Trong đó có đến hai cuộc chiến tranh đã nổ ra chỉ với mục đích cướp được ông trở về. Sau khi qua đời, ông còn được hoàng đế Đường Thái Tông lập bia đề từ ca ngợi hết lời. Ông là ai, có khả năng phi thường gì mà tạo ra chấn động lớn đến như vậy? Nhà sư nào khiến hoàng đế phải điều 70.000 quân đến nước khác cướp về? Nhà sư đó chính là Cô Ma La Thập, người duy nhất trên thế giới sau khi viên tịch hỏa tán, có xá lợi lưỡi. Cha ông là Ngu Ma La Vim, xuất thân trong gia tộc Cô Ma nhưng lại muốn trở thành một người xuất gia tu hành. Mẹ ông là công chúa nước Quy Từ. Từ khi còn trong bụng mẹ, Cô Ma La Thập đã được tiên đoán là người có trí tuệ tuyệt vời. Ông thông minh từ nhỏ, có khả năng nhìn qua sẽ không quên. Năm 7 tuổi, La Thập bắt đầu học kinh Phật với tốc độ như bay, có thể đọc 1.000 bài kệ trong một ngày, tức là có thể ghi nhớ 32.000 chữ mỗi ngày, chỉ mất 2 ngày để ghi nhớ 60.000 từ trong Pháp Hoa Kinh. Hơn nữa, chỉ cần học thuộc lòng, liền hiểu ý nghĩa mà không cần thầy phải chỉ dạy. Lên 9 tuổi, La Thập được mẹ đưa đi vân du các nước để học hỏi thêm về Phật Pháp cao thâm. Họ đã nhìn thấy rất nhiều phong cảnh và gặp gỡ nhiều kỳ nhân, dị sĩ. Tại núi Bắc Sơn nước Nguyệt Chi, hai mẹ con gặp một vị La Hán. Vị La Hán nhìn La Thập rồi nói với công chúa: "Hãy chăm sóc chú tiểu này cho tốt. Nếu như chú tiểu này không phạm giới vào năm 35 tuổi, sau này sẽ đại hưng Phật Pháp, độ vô số người. Nếu phạm giới sẽ không đạt được thành tựu lớn như vậy, nhưng có thể trở thành một pháp sư với một số thành tựu." Số phận Cô Ma La Thập. Khi La Thập 20 tuổi, công chúa đưa La Thập trở lại Quy Từ, bảo ông ở lại đó, rồi bà đi thiên trúc để tu luyện. Trước khi đi, công chúa nói rằng, trong tương lai Phật Pháp sẽ được truyền đến phương Đông và con có thể đóng một vai trò lớn. Vì vậy con phải ở lại, chỉ là con có thể sẽ phải chịu khổ đôi chút, con có thể chấp nhận không? La Thập nói, đại sĩ có thể vì người khác mà quên đi bản thân, chỉ cần đại hưng Phật Pháp, con dù bị ném vào nồi thiêu đốt, dù khổ, vẫn không oán hận. Thời gian trôi qua, La Thập đã sống 20 năm ở Quy Từ. Ông chẳng những tinh thông kinh Phật, 36 bàn môn, 72 tả đạo đều bị ông đánh bại, mà còn am tường mọi thứ về thiên văn địa lý, âm dương ngũ hành, bói hung cát, không điều gì không chuẩn. Vua Quy Từ đã làm riêng một chiếc ghế sư tử bằng vàng để ông dùng khi giảng kinh thuyết pháp. Quốc vương của các quốc gia khác ở Tây Vực cũng thường mời ông đến thuyết pháp. Đi đến đâu, ông cũng được mọi người khen ngợi về dung mạo đẹp như thần và phong thái phi phàm. Danh tiếng của ông ngày càng vang xa, cuối cùng đến tai của hoàng đế Phù Kiên, nước Tiền Tần. Một ngày nọ, Khâm Thiên Giám nói với hoàng đế rằng, thần đã quan sát thiên thượng, suy luận rằng sẽ có một người đại trí huệ đến trợ giúp Trung Nguyên. Hoàng đế rất vui khi nghe điều đó và nghĩ ngay đến Cô Ma La Thập, liền cử ngay tướng quân Lã Quan đi Tây Vực mời La Thập về làm quốc sư. Thử thách bắt đầu. Khi tướng quân Lã Quan cùng 70.000 tinh binh lên đường, La Thập đã cảm nhận được. Ông nói với quốc vương nước Quy Từ rằng, một đội quân lớn từ Trung Nguyên sẽ đến trong vài ngày tới, đừng giao chiến trực diện với họ, chỉ cần mở cổng thành để chào đón họ. Có lẽ vì thiên cơ bất khả lộ, La Thập đã không nói với nhà vua rằng đội quân ấy đến vì muốn cướp ông đi. Tuy nhiên, quốc vương đã không nghe theo, đội quân thiết kỵ của Trung Nguyên rất hùng mạnh, Lã Quan giành được thắng lợi hoàn toàn, dẫn quân vào thành tìm La Thập. Nhưng Lã Quan lại không thích La Thập, luôn muốn trêu chọc ông. Lã Quan nói đem công chúa gả cho ông không đồng ý. Ông ta cho La Thập và công chúa uống rượu say, rồi nhốt họ vào căn phòng bí mật. La Thập nhớ lại những gì mẹ nói nên đã đến Trung Nguyên cùng với Lã Quan. Trên đường đi, Lã Quan cho ông cưỡi bò, có lúc còn cho ông cưỡi một con ngựa hung dữ. Nhìn ông bị ngựa hất xuống đất, mọi người xúm lại cười. Nhưng La Thập chịu đựng tất cả những điều này mà không một lời phàn nàn. Một hôm, họ đi bộ xuống một ngọn núi dừng chân nghỉ ngơi. La Thập nói với Lã Quan không nên ở lại lâu, hãy nhanh chóng tìm một nơi thoáng đãng để cắm trại. Lã Quan không nghe. Kết quả nửa đêm trời mưa to, lũ quét ập đến, hàng nghìn binh lính bị cuốn trôi. Kể từ đó, Lã Quan thay đổi thái độ với La Thập.
khi đi đến nửa đường, hoàng đế Phù Kiên bị Diêu Trường giết hại, Tiền Tần bị tiêu diệt, Lã Quang không về nữa, lập quốc ở Lương Châu. La Thập cũng sống ở Lương Châu 17 năm. Lã Quang và con trai của ông ta đối xử rất tốt với La Thập, nhưng họ không cho ông cơ hội hoằng dương Phật Pháp. La Thập cũng không lãng phí thời gian mà dành hết tâm trí cho việc học tiếng Hán, đọc sách cổ và nghiên cứu kinh điển của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau. Hoa sen trong bùn. Sau khi hoàng đế Diêu Trường qua đời, con trai của ông là Diêu Hưng kế vị. Diêu Hưng yêu thích Phật Pháp nên đã cử người đến Lương Châu để đón La Thập. Tuy nhiên, Lã Quang không chịu để ông đi. Diêu Hưng bèn đưa quân tiêu diệt Hậu Lương, mang La Thập trở về. Diêu Hưng phong La Thập làm quốc sư và nhờ ông phiên dịch kinh Phật. Hoàng đế cho xây dựng hai tòa nhà dịch thuật và tìm hơn 800 tăng nhân đến giúp đỡ ông. Chỉ trong 12 năm, ông đã phiên dịch hơn 300 quyển kinh. Kinh Phật do ông phiên dịch không chỉ nhiều về số lượng, chính xác về nghĩa mà còn dễ hiểu, dễ đọc. Nhưng một số người vẫn hoài nghi không biết nghĩa của nó có chính xác không, vì trong số họ không ai hiểu tiếng Phạn. Trước khi qua đời, La Thập nói với những người xung quanh: "Tôi hy vọng rằng những bản kinh mà tôi đã dịch sẽ được lưu truyền và tiếp nối trong các thế hệ tương lai. Bây giờ trước mọi người, tôi xin thành tâm phát nguyện. Dịch là chính xác. Nếu tôi phiên dịch kinh Phật không sai, nguyện rằng thân thể sau khi hỏa táng, lưỡi sẽ còn nguyên vẹn." Sau khi ông phiên tịch, mọi thứ đã bị cháy thành tro khi hỏa táng, nhưng lưỡi của ông vẫn còn nguyên. Xá Lợi lưỡi sau đó được cất giữ tại chùa Thảo Đường, tỉnh Thiểm Tây. Vào thời nhà Đường, hoàng đế Đường Thái Tông còn lập một bia văn cho Xá Lợi lưỡi, trong đó viết: "Mười vạn dặm xa cao tăng đến, 3.000 đệ tử cùng dịch kinh, lời vàng tiếng ngọc là bất hủ, lưỡi như hoa lan vẫn còn thơm." Nói về 3.000 đệ tử này, Đường Thái Tông thực sự không phóng đại. Ngoài vai trò là một thông dịch viên, La Thập còn là một quốc sư. Ông thường giảng kinh thuyết pháp, từ hoàng đế Diêu Hưng đến các vương công đại thần và thường dân đều rất ngưỡng mộ. Một lần, sư phụ của La Thập từ Quy Từ đến thăm ông, hỏi ông đã dẫn dắt bao nhiêu đệ tử. La Thập nói: "Con có 3.000 đệ tử, con chỉ chịu trách nhiệm dạy dỗ họ, nhưng con không dám làm sư phụ của họ, bởi vì con có rất nhiều tội lỗi." Sư phụ cảm thấy kỳ lạ, làm sao La Thập có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng được. La Thập liền nói ra việc hai lần phạm giới của mình. Hóa ra, hoàng đế Diêu Hưng quá ngưỡng mộ La Thập nên đã nhất quyết yêu cầu ông để lại hậu duệ. Trước tiên cử 2 cung nữ, sau đó cử 10 mỹ nữ. La Thập đã không phản đối kịch liệt mà chỉ im lặng chấp nhận. Ông rời khỏi tăng phòng và sống cuộc đời của một người thường. 800 hòa thượng làm công việc phiên dịch thấy thế, họ cũng rục rịch đòi cưới vợ sinh con. Trong bữa ăn hôm đó, mọi người bước vào phòng ăn thì thấy trên bàn không có thức ăn, chỉ có một gói kim khâu. La Thập nói: "Chúng ta ăn đi." Sau đó cầm lấy một nắm kim và nuốt xuống. Mọi người đều chết lặng. Lúc này, La Thập nói với mọi người: "Nếu các vị cũng có thể nuốt túi kim này, các vị có thể cưới vợ và sinh con." Các hòa thượng thất thần nhìn nhau, từ đó không ai dám nhắc đến chuyện đó nữa. Về sau, khi La Thập giảng kinh đã nói rằng những bông sen tinh khiết có thể mọc lên từ bùn hôi, mọi người chỉ cần hái những bông sen, đừng nhúng vào bùn. Ý rằng ông so sánh mình với bùn và so sánh Phật Pháp với hoa sen. Mọi người chỉ nên học Phật Pháp, đừng lấy ông làm gương, bởi ông là một con người, có những khuyết điểm của một con người. Vì vậy đừng học hỏi những thiếu sót của ông. Thái độ chân thành và tinh thần tự kiểm điểm có thể là lý do khiến Kumala Thập vẫn được kính trọng như một cao tăng lỗi lạc dù đã 2 lần phạm giới.